Hello, xin chào mọi người. Mình là hoàng đế nấm mè chùm huyền thoại vĩ đại đây. Và ngày hôm nay mình đã quyết định quay trở lại với chiến dịch phòng chống game lậu và game rác. Thật ra thì mình không muốn làm cái clip này đâu, nhưng mình thấy có rất nhiều người vẫn có rất nhiều cái nguyên nhân và lý do để tiếp tục chơi game lậu và game crack. Vì vậy nên mình quyết tâm làm thêm video này nữa để bổ sung cho những gì mình đã nói ở những video lần trước. Và đây đã là phần thứ 7 của cái series phòng chống game lậu game crack do Hoàng đế nấm mè chùm huyền thoại vĩ đại thực hiện rồi. Theo mình thấy thì ở Việt Nam chia ra làm hai trường phái. Một trường phái đã nhận thức ra được là nên chơi game bản quyền vì đã thấy được những cái lợi ích của nó. Còn một trường phái thứ hai là trường phái bảo thủ, vẫn tiếp tục chơi game lậu và game crack với nhiều lý do nghe rất là buồn cười. Thật sự á, rất là buồn cười. Bởi vì nếu so sánh giữa hai game bản quyền và game crack thì chắc chắn 100% là game bản quyền đương nhiên là vượt trội hơn hẳn game crack rồi. Mình đảm bảo. Bởi vì mình chính là người đã trải nghiệm điều đó và mình muốn chia sẻ lại với mọi người những cảm nhận của mình về game bản quyền để các bạn sẽ không còn viện cái lý do là mình phải tiếp tục chơi game lậu game crack ở Việt Nam mình nữa.